Dương mến chào quý vị. Mấy hôm nay đó quý vị, quý cô chú, anh chị em và các bạn biết không, là Thùy Dương tập trung vô, Thùy Dương làm những cái short video. Trời ơi quý vị. Mà những cái short video này đó là nó nóng theo cái xu hướng của tuổi trẻ tại Việt Nam á. Tại vì những cái đó nó ngắn lắm, nó nói chừng dưới 60 giây thôi. Thì nó chạy 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 lên, có nghĩa là mấy đứa nhỏ nó coi những cái video đó, bắt đầu nó có những cái video của Thùy Dương thì nó đề xuất theo. Thì những cái short video mà Thùy Dương làm đó là hay nói về lịch sử thôi, nói những cái ngắn 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 ngắn, trời ơi, nó vô các em nhỏ, các em vô các em cự chị quá trời, cự Dương quá trời quý vị. Sau lúc đó Thùy Dương không có thấy các vị vô cứu bồ Thùy Dương thấy nó vô nó tấn công Thùy Dương quá trời luôn. Những cái video nào dài á thì có nhiều vị vô bình luận, mà những cái short video á là gần như là mấy đứa nhỏ nhỏ xì tin ở Việt Nam không à, các em thì lại không có được cái cơ hội để tiếp cận lịch sử giống như Thùy Dương á, cho nên khi mà Thùy Dương làm những cái short video á, quý vị thấy cái đó khá nhiều người coi, tại vì nó rất là ngắn, nó ngắn nó qua rất là nhanh, cho nên cái số lượng mà người coi á, rất là nhiều, và nhờ những cái short video đó thì nó làm cho cái lượt đăng ký kênh của Dương nó cũng tăng lên nhiều, và nó cũng có một cái hiệu quả nữa. Mình cũng không biết rõ là cái hiệu quả nó như thế nào, nhưng mà có nhiều bạn khuyên Thùy Dương là cũng nên thường xuyên làm những cái short video như vậy thì cái tính chất lan tỏa nó sẽ nhanh hơn. Dạ, thì trong cái video ngày hôm nay của Thùy Dương đó quý vị, Thùy Dương nói về cái chuyện giá cả hàng hóa tại Việt Nam, thì Thùy Dương không có nói tới lịch sử nữa nha quý vị. À, nói tới lịch sử hoài nghe nó mệt, nghe nó căng cái đầu ra. Dạ, vẫn biết là lịch sử Việt Nam có nhiều cái góc khuất, và mình cần phải vén cái tấm màn nó ra để cho các bạn nhỏ có được cái cơ hội để tiếp cận với những thông tin lịch sử. Thùy Dương thì mình cũng xen kẽ đi, chứ nói mà riêng nói riết cũng tìm đề tài ta nói mệt lắm quý vị, gần như là Thùy Dương đi năn nỉ nhiều anh chị, nói là anh chị ơi có tài liệu thì cứ gửi cho Thùy Dương ha, với lại Thùy Dương cũng bận nữa, nếu mà anh chị viết được bài thì anh chị viết, hoặc là sưu tầm những cái nội dung gì đó anh chị đưa cho Thùy Dương để Thùy Dương đỡ mệt, tại vì làm cái này nó rất là mệt quý vị, ngồi nói không là đã mệt rồi. Cái tình hình mà kinh tế tại Việt Nam đó, mình càng theo dõi thì mình càng cảm thấy mình thương cho người dân Việt Nam dữ lắm quý vị. Thùy Dương cũng đã có 32 năm sống ở tại Việt Nam rồi, 32 năm. Cái khoảng thời gian 32 năm đó phải nói là mình sống những tháng ngày mà sống đời sống sung sướng thì không có bao nhiêu cả. Nhưng mà mình luôn ở trong một cái trạng thái là mình lo lắng và hồi hộp, mình không biết rằng lỡ ngày mai mà mình bệnh bệnh nặng đó, bệnh những cái căn bệnh ví dụ ung thư rồi này kia nọ, thì tiền ở đâu mà mình có thể chạy chữa được. Cái áp lực là đời sống nó làm cho mình lúc nào mình cũng có những cái nỗi lo. Và mà phụ nữ mà quý vị, khi mà mình lo lắng nhiều quá thì cái nhan sắc của mình nó sẽ rất là mau già luôn á. Cho nên là tại sao ngày xưa Thùy Dương còn ở Việt Nam đó, Thùy Dương thấy những cái chị phụ nữ mà ở nước ngoài về á, trời thấy các chị rất là đẹp, da của các chị rất là trắng mịn hồng đẹp, thiệt là đẹp vậy đó. Mà Thùy Dương đứng từ xa Thùy Dương cứ nhìn miết thôi quý vị, nhìn hoài, nhìn mà mình bị quyến rũ, bị mê hoặc bởi những cái nét đẹp đó luôn á. Thì mình mới thắc mắc là sao các chị đẹp dữ vậy ta, còn mình thì tại sao vậy 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 vậy. Dạ, thì khi mà Thùy Dương được cái cơ hội đến nước ngoài rồi thì Dương mới hiểu được là cái cơ chế, cái chính sách của người ta nó giúp cho người ta sống có vẻ đỡ áp lực hơn so với tại Việt Nam. Thì trong cái nội dung này Thùy Dương thấy khá là hay, và Thùy Dương muốn chia sẻ đến quý vị, nhất là những người bạn ở tại Việt Nam, để các bạn hiểu được là chúng ta đang sống trong một cái xã hội mà cái thu nhập của chúng ta đó so với cái chi tiêu á, cái giá cả hàng hóa, cái mức mà chúng ta tiêu dùng á, nó chênh lệch như thế nào, thì đây cũng là cái nguyên nhân mà làm cho đời sống của người dân tại Việt Nam rất là khó khăn. Thì đây là cái bài viết của một người đi 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 học nước ngoài về, sống ở nước ngoài rồi nhưng mà đi về Việt Nam thì cũng chịu không nổi và đã viết lên cái bài này trên cộng đồng, và tác giả của bài viết này là Nguyễn Thị Thu Huyền ha. Từ Anh trở về, tôi không dám đi ăn tiệm sang ở Việt Nam. Tôi không vì sĩ diện mà tiêu tiền tùy tiện vào những quán hàng đắt đỏ, quá cao so với thu nhập của mình. Chị Huyền cho biết, trời, không biết là ở Việt Nam tìm được bao nhiêu người giống như thế này. Mình không có cần phải sĩ diện đâu. Mình cứ sống một cái đời sống bình thường thôi, nhưng mà thật sự ra ở Việt Nam nó hay theo cái xu hướng, hay theo cái phong trào đua đòi bon chen lấn đó. Thì thấy người ta dạy vậy thì mình cũng phải làm theo vậy thì nó mới thể hiện được cái đẳng cấp. Nhưng mà mình đâu có nhất thiết phải làm giống như người ta đâu quý vị. Thì mình là mình thôi. Sau 4 năm học tập ở Anh á, thì chị chọn là chị trở về Việt Nam. Thì chị Huyền cảm thấy lạc lõng vì chi phí cho thực phẩm, đặc biệt là hàng quán ở Việt Nam quá đắt đỏ so với thu nhập. Vì thế là
Tôi sẽ từ chối lời mời đến những quán hàng ăn uống đắt đỏ, dù tôi trả tiền hay được người khác trả tiền cho, chị nói. Tối qua đó bạn thân của tôi hẹn đi ăn kem để gửi tiền ủng hộ của một bạn khác cho quỹ thiện nguyện mà tôi là người sáng lập. Tôi đồng ý và có ý định sẽ mời bạn ấy, tức là sẽ trả tiền, dù không nói trước với bạn. Quyền chọn quán là dành cho bạn. Bạn tôi chọn một quán kem mới xuất hiện ở Sài Gòn được vài năm. Sau khi tôi đã đi du học, tôi không biết hiệu kem này trước đây. Và đến nơi, tôi choáng váng với giá một viên kem có giá 70.000 đồng đến 74.000 đồng, nhưng mà cái viên kem rất là nhỏ. Nếu một người ăn ít cũng cần nhất là 2 viên, và nếu ăn 3 viên thì khuyến mãi là 180.000 đồng. Tôi nói thẳng với bạn của mình và bạn đi cùng là tôi sẽ không ăn kem và chỉ uống trà với giá 38.000 đồng. Vì kem quá mắc, tôi thấy không đáng phải bỏ ra số tiền ấy cho bản thân. Hai người có thể ăn và tôi sẽ trả tiền. Vì là bạn bè thân thiết nên tôi biết chắc bạn của mình sẽ không phật ý như khi nghe tôi nói thế. Quý vị biết không, ở bên Naui này đó, một giờ thì Dương làm là 210 cầu rừng nem một giờ. Quý vị đừng hỏi là, đừng cứ kêu thì Dương tính là tiền Việt Nam, để thì Dương phân tích cho quý vị nghe. Thì một giờ là 210 cầu rừng nem thì tính ra là cỡ khoảng 21 đô đó, 21 đô tính nếu mà 1:1 tỷ lệ 1:10 đó, thì 1 đô la thì bằng 10 cầu rừng nem đó, thì 1:10 là như vậy. Thì 210 cầu rừng nem một giờ thì Dương làm một ngày là 8 tiếng đồng hồ. Theo luật Na Uy là họ mỗi người làm chỉ có 7 tiếng rưỡi một ngày thôi, không có làm quá 8 tiếng. Nhưng mà mình làm nhà hàng thì mỗi ngày mình làm 8 tiếng, thì quý vị cứ nhân lên đi. 210 mà nhân cho 8 thì quý vị thấy là 1680 cầu rừng nghe thì tính ra cũng gần 200 đô một ngày. Tính như vậy, 100 mấy chục đô, gần 200 đô ha. Nếu mình làm thêm giờ nữa. Nhưng mà ở bên Na Uy này có hộp kem Ý đó quý vị, một hộp kem Ý rất là bự, hộp kem Ý bự lắm. Kem Ý chất lượng, kem Ý thật sự luôn á chứ không phải hàng giả nha. Một hộp kem Ý bự có thể 3-4 người ngồi ăn luôn, mà một hộp kem như vậy chỉ có 80 cầu rừng ne thôi. 80 cầu rừng ne cho một hộp kem Ý mà mình mua ở ngoài, mình về nhà mình ăn á, thì 80 cầu rừng ne thì có nghĩa là Thùy Dương chỉ cần bỏ ra gần 1/3 thôi, gần 1/3 tiền một giờ làm để Thùy Dương mua một hộp kem Ý về ăn. Kem Ý thì quý vị biết rồi, ăn rất là ngon, thấy không? Còn trong khi ở đây quý vị thấy là ăn 3 viên á, mỗi một viên thì quý vị tính là chỉ cần 70 đồng cho một viên thôi, 70 ngàn cho một viên, thì 3 viên là 201. Mà nếu mà ăn 3 viên thì là 180, nó quá mắc. Nó mắc không tưởng tượng được luôn. Kem thôi mà mắc dữ vậy. Một người lao động, người ta làm một ngày, bỏ ra một ngày để ăn 3 cái viên kem như vậy, đâu có hợp lý quý vị. Tại sao cái tiền ở Việt Nam nó kỳ cục vậy? Tại sao vậy? Người dân ở Việt Nam sẽ không có trả lời nổi đâu. Bạn nghĩ rằng ôi kem này kem ngoại nhập, kem này ôi Thùy Dương ở Na Uy thì Dương ăn kem Ý đó cũng là kem ngoại đâu phải là kem Na Uy đâu, nhưng mà bỏ ra 1/3 của một giờ làm thôi, một phần của một giờ làm, một giờ là mình chia làm 3 mà chỉ bỏ một phần thôi, thì mình mua một hộp kem bự về mình ăn. Còn trong đây mà Thùy Dương giả sử quý vị là một ngày 25 một giờ 25.000, rồi quý vị làm 8 tiếng đi, 8 tiếng thì bao nhiêu, thì cũng 200.000. Thì chẳng lẽ làm một ngày 8 tiếng 200 ngàn ra ăn 3 viên kem thì vậy là hết tiền. Mà cái viên kem cái tí này thôi, nó vô lý vô cùng tận. Không? Thì có nhiều người nói không thích ăn kem thì ăn món khác. Cái đó mình không thể là mình nói cái kiểu như vậy được. Cái lý luận đó không phải là cái lý luận của những con người hiểu biết. Mình không thể là mình nói mày không thích ăn thì mày ăn khác. Đừng có nói vậy trẻ con lắm. Nói vậy mình cảm thấy mình cái tầm của mình nó rất là thấp. Mình phải nâng cái tầm hiểu biết của mình lên chút xíu. Đó, làm như có cái chuyện kem mà cái giá mà bán nó như vậy. Nhưng mà tại Việt Nam thì thường thường là như vậy đó. Hầu như là cái chi phí rất là cao. Từ hôm về Việt Nam đó, chứng kiến giá cả đắt đỏ và mức thu nhập thấp, tôi đã cảm thấy thật khó khăn để tồn tại ở đây. Cho nên khi mà Thùy Dương đọc tới cái bài này, Dương thích gì đâu luôn. Rất là ít người có khả năng viết những cái điều này. Nó rất là đơn giản nhưng mà nó rất là đúng. Anh chị thấy rằng là phần trên là chị nói chị chỉ là một cái người mà nghiên cứu sinh giáo dục tại Anh và hiện là giảng viên của một trường đại học. Mà giảng viên của một cái trường đại học thì anh chị biết là lương cũng không đến nỗi quá tệ, nhưng mà chị chịu không nổi. Tại vì sao?
chỉ đi học từ cái người này nhỏ tuổi hơn Dương mới 35 tuổi à, thì kệ xưng hô chị em đi. Thì chị này á là chị đã ở ở Anh rồi thì dĩ nhiên chị phải biết được cái thu nhập của người dân ở Anh và cái mức sống ở Anh như thế nào. Dĩ nhiên cái thu nhập của người ta với cái chi phí của người ta nó phù hợp, nó không có bất hợp lý cái kiểu giống như thế này. Cho nên chị nói là rất là đúng, cho nó là khó có thể mà tồn tại ở ở đây là ở Việt Nam. Tôi đang chạy nhiều dự án thiện nguyện để giúp trẻ em vùng sâu vùng xa có đủ sách vở, dụng cụ học tập để mà đi học. Tôi tự thấy việc tiết kiệm những khoản chi vô lý sẽ giúp mình hỗ trợ cho nhiều người hơn. Trong số các cam kết với bản thân, tôi tự hứa không chi quá 100.000 đồng cho mỗi bữa ăn cho mình. Vì vậy mặc kệ ánh mắt khó chịu của nhân viên quán kem, họ nói hết trà sữa và tôi xin lỗi sẽ không ăn gì ở quán. Lời phàn nàn của bạn tôi và cả việc bạn ấy dành trả tiền hết thì tôi cũng quyết không chọn kem ở quán đó. Bạn tôi cứ lẩm bẩm dân châu Âu mà về mà keo kiệt quá sức. Tôi nói vấn đề nằm ở chỗ là mình thấy không đáng để ăn một hộp kem mà hai viên bé xíu với giá gần 150.000 đồng. Thực sự tôi thấy giá thực phẩm và dịch vụ ăn uống ở đây quá đắt so với mức thu nhập trung bình của người dân đó. Cái đó là cái mà Dương muốn nói đó. Cho nên các bạn vô các bạn bớt cái bình luận cái kiểu không ăn chỗ này thì đi chỗ khác ăn. Mày chê kem ở Việt Nam thì mày qua bên Anh ăn. Trời, đừng có nói cái chuyện kiểu trẻ con như vậy. Không, mình là con người mình đừng có nói cái kiểu mà kiểu cùn như vậy, chán lắm. Thì Dương có làm một cái video quý vị nói về việc mà Campuchia đồng tiền của Việt Nam với Campuchia, cái ý của mình là mình nói gì? Cái giá cả hàng hóa với rau củ không ra nước ngoài được dẫn đến nền kinh tế Việt Nam nó thấp hơn Campuchia, mà ngày xưa Campuchia là giàu có không? Cứ vô có một cái bị kiểu bình luận thôi dọn qua Campuchia ở luôn đi, đừng nói tiếng Việt nữa, nói tiếng Campuchia luôn đi. Cái lý luận gì kỳ cục, cái lý luận này không thể nào mà bước ra thế giới làm cái gì được hết á. Trời ơi, như là những cái con cua bò ngang vậy á, mà nói chuyện với những người đó. Thật sự với quý vị, Thùy Dương có bạn bè mà nói chuyện kiểu vậy là Thùy Dương bỏ đi luôn. Thùy Dương nói phí quá, mệt quá. Thì mình thấy cái tầm của họ ở cái mức đó thôi, mình không thể nào mình đứng mình cãi với họ, mất thời gian lắm. Nhưng mà nhờ ơn, nhờ cái sự lãnh đạo tài tình của đảng, cho nên là ở Việt Nam cái lớp người đó bây giờ rất là đông luôn. Thì bây giờ Thùy Dương gặp rất là nhiều người giống như vậy ở trên 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 YouTube. Trời ơi, nó chạy vô nó coi bắt đầu, mày không thích ở Việt Nam thì mày đi đi, mày đừng có ở Việt Nam nữa, mày qua Campuchia mày ở luôn đi. Thùy Dương mắc cười quá, Thùy Dương nói bây giờ tôi ở Việt Nam tôi đi không được, tôi không biết cách nào để tôi qua Campuchia hết á. Tôi không có muốn là đi vô cái sòng bài để rồi á là vô trong đó người ta dụ dỗ tôi rồi tôi thành nạn nhân á, rồi mắc công tôi phải chạy ra khỏi cái sòng bài rồi tôi bay xuống sông nữa, lỡ tôi không biết bơi tôi chết chìm sao. Cho nên Thùy Dương á cũng bình luận lại trong đó, thì có mấy người nói trời Dương ơi, Dương đừng có rảnh quá, Dương ơi nó đông lắm, em đừng có rảnh quá, để thời gian đó em tìm thêm tài liệu, em tìm thêm thông tin để em làm đi. Thay vì bây giờ em ngồi em cãi lộn với tụi đó thì em lên mạng em kiếm bài này kia nọ, em chia sẻ thêm, chứ em đừng có dùng thời gian. Thật sự rất là mệt quý vị. Rất là mệt luôn á. Cho nên khi Thùy Dương đọc cái bài này, Thùy Dương cảm thấy nó như là viết dùng cho Thùy Dương vậy đó. Và Thùy Dương cũng đã nói rất là nhiều lần rồi, cái đời sống kinh tế tại Việt Nam nó ngộ lắm. Tại vì cái chi phí ở Việt Nam rất là cao mà cái lương của chúng ta rất là thấp, nó đã dẫn tới cái đời sống của người dân rất là bấp bênh quý vị. Ngay cả mua đồ về tự nấu cũng rất là đắt nếu chỉ ăn có hai người. Giữa việc ăn ngoài quán với việc tự nấu mua thực phẩm là tương đối an toàn, thì tự nấu có khi đắt hơn là ăn cơm bụi. Đó là cái lý do tại sao ngày xưa Dương ở Việt Nam Dương không có biết nấu bún bò, thì Dương không có biết nấu bún riêu, chả có biết nấu phở, chả có biết nấu cái gì hết trơn. Tại vì mình lúc đó mình nghĩ là ôi, muốn ăn gì thì ra đường có hết rồi, có bò bía, có bò lá lốt, có chân gà nướng, cơm sói mỡ hành, gà sói mỡ hành, không thiếu gì cả, mình bước ra là có. Cho nên là mình đâu có cần phải 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 học nấu ăn đâu, và thậm chí ra ngoài đó ăn nó còn rẻ hơn là mình mua về nhà mình làm. Từ đó nó làm cho mình rất là dở. Và khi mà mình sống ở cái xứ này đó quý vị, thì nó không có đầy đủ những cái mà mình có như Việt Nam, thì mình phải tự, muốn ăn những cái đó thì mình phải tự vào bếp. Cho nên là bây giờ hầu như là mình muốn ăn cái gì là mình sẽ làm được cái đó thôi, mình làm riết thì nó sẽ quen tay. Cho nên lúc ban đầu thì Dương qua Na Uy á, thì Dương thấy trời sao người phụ nữ ở Na Uy đảm đang quá, cái gì cũng làm được hết, bánh tét, bánh ít, bánh chưng, bánh gì cũng làm được hết, mình ngạc nhiên. Nhưng mình ở thời gian bắt đầu, ngày xưa thì Dương đâu có biết làm chả lụa đâu,
rồi cũng tập tành lên coi cái cách làm chả lụa làm sao, chả quế làm sao đó, rồi làm nem chua làm sao. Chưa bao giờ làm nem chua, chưa bao giờ làm khô bò cả, nhưng mà ở cái xứ này á thèm ăn những cái món đó thì mình phải lên YouTube mình học và mình làm. Và thật sự ra đó, mình mua về mình làm ăn thì nó rẻ hơn rất là nhiều, và mình làm được nhiều hơn nữa, mình để đó mình ăn lâu nữa. Trên cái môi trường ở bên đây đó quý vị, là nó tạo cơ hội cho người ta rất là nhiều. Còn ở Việt Nam thì người ta muốn mua về nhà để người ta tự nấu ăn thì nó cũng bất lợi. Như 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 bài viết nói là mua về nhiều khi nấu ăn còn mắc hơn là mình đi ra ngoài ăn. Và khi mà mình đi ra ngoài ăn thì quý vị thấy rồi, mình đâu có biết được là trong cái món ăn đó người ta nêm nếm những cái gia vị gì, những cái gia vị đó có tốt cho sức khỏe hay không, thì mình cứ ăn thôi. Mình nghĩ người ta nấu ăn như vậy thì mình thấy ngon, mình cứ ăn thôi. Nhưng mà anh chị thấy là bệnh tật ung thư tại Việt Nam thì nó chiếm một cái tỷ lệ rất là cao. Nếu ở Anh á, tôi đi làm thêm 3 giờ được tầm 26 bảng, tức là 750.000 đồng, thì đủ tiền thực phẩm cho tôi nấu ăn thoải mái 1 tuần. Có nghĩa là chị chỉ cần làm thêm 3 tiếng đồng hồ thôi thì chị có thể là mua đồ ăn cho 1 tuần luôn. Còn ở Việt Nam mà quý vị làm 3 tiếng, quý vị mua đồ ăn cho 1 ngày không đủ nữa, không 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 làm được gì hết. 3 tiếng đồng hồ thì quý vị kiếm được ví dụ 25.000 đồng 1 giờ đi. 3 tiếng thì 75.000, quý vị đổ 2 ba lít xăng hết rồi. Đúng không? Mức 26 bảng là vì tôi ăn nhiều rau và trái cây, nếu ăn thịt, đồ đông lạnh thì có thể rẻ hơn nữa. Nó đúng đúng như vậy đó. Đồ đông lạnh ở bên đây nó như vậy đó quý vị. Trái cây, rau tươi thì nó mắc hơn. Trong khi đó ở Việt Nam thì với mức lương 5 triệu trên tháng dành cho giảng viên như tôi phải dạy khoảng 270 tiết trên năm. Chưa kể là coi thi, soạn bài, họp hành và nghiên cứu thì chỉ đủ tiền ăn cho bản thân trong tháng, không thể chi dùng cho bất cứ cái việc gì khác. Thế nhưng tôi không hiểu sao ở hàng quán thương hiệu nước ngoài rất đắt đỏ lại đầy người Việt. Ngay cả các quán cà phê thương hiệu Việt Nam, thức uống cũng rất là đắt. Một ly nước có giá 55.000 đến 70.000 đồng. Nó ngộ vậy đó. Và cái đơn giản ở đây á, là cái tiền ở Việt Nam á, nó in ra một cách ồ ạt. À. Và nó đẩy tới cái chuyện là cái đồng tiền nó mất giá, thì cứ mỗi lần mà tiền nó được in ra thì cái giá cả hàng hóa được đẩy lên đó, và nó làm cho cái giá cả hàng hóa nó tăng lên nhưng mà lương thì không có lên. Tại nếu mà lương mà lên nữa thì nó phải in thêm tiền nữa, chết luôn. Cho nên là bây giờ nó in tiền ra để nó cứu cái nền kinh tế của nó thôi, nhưng mà nó không có tăng lương lên đó. Nó tăng lương lên là chết liền. Cho nên là anh chị thấy rằng mà giá cả hàng hóa cao mà lương thì không cao, cho nên là người dân chết bơi theo chịu không có nổi. Mà ở Việt Nam thì không có cái luật biểu tình để người dân xuống đường nêu lên những cái bất công đối với họ. Như như thì Dương biết rằng là thời gian trước đây là ở tại Na Uy đó quý vị, thì những người làm trong ngành giáo dục á, họ đã xuống đường. Hầu như Na Uy là năm nào cũng có những cái vụ xuống đường của những cái ngành nghề khác nhau. Năm thì bên cái ngành ngành sức khỏe, ngành y tế họ xuống đường. Năm thì những cái người làm bên lái xe công cộng, xe buýt rồi họ đình công. Anh chị biết rồi, họ rất là quan trọng, mà đình công một cái là tất cả cái phương tiện công cộng là phải ngừng lại hết, thì nó ảnh hưởng tới người dân dữ lắm. Thì buộc phải có những cái sự thương lượng, phải đáp ứng được những cái đòi hỏi của người ta. Ví dụ như người ta đòi hỏi là 1 giờ đó phải được tăng lên là 10 cù đồng neo 1 giờ. Bây giờ không đáp ứng được 10 cù đồng neo thì phải được 5 cù đồng neo hoặc 6 cù đồng neo, phải đáp ứng được cho người ta thì người ta mới đi làm lại, chứ không thôi là nó ảnh hưởng nguyên cả nước luôn anh chị. Tại vì mỗi lần mà kêu gọi đình công á, là người dân ở bên đây đồng lòng đó, tại vì họ biết cái đó là cái quyền lợi của họ, chứ không phải là ôi anh cứ đình công tôi cứ đi làm. Không có kêu đình công là đồng loạt đình công hết, thì khi tăng lương là tất cả mọi người đều tăng lương, thì họ có cái ý thức chung như vậy. Tại cái dân trí của người ta rất là cao, cho nên người ta hiểu được cái chuyện đó là cái trách nhiệm chung. Cho nên là khi mà đình công là đồng loạt, và thời gian gần đây nhất là trong cái lĩnh vực giáo dục thì nhiều người cũng yêu cầu đình công. Tại vì quý vị biết không, bây giờ đi vô trong siêu thị á, hầu như giá cả hàng hóa là nó tăng muốn xỉu. Ngày xưa thì Dung hay ăn một cái bánh, uống trà đó, hay hay mua cái bánh đó, thì cái giá của nó có 49 đồng thôi, 49 cờ rùng ne thôi, thì bây giờ nó lên là 72 cờ rùng ne cho cái bánh như vậy. Có mấy tháng đâu thì nó tăng gần như là gấp đôi rồi, mà lương thì tăng nó không có tăng phù hợp với lại cái giá cả hàng hóa, thì người ta đâu có chấp nhận được. Phải làm sao cho hợp lý thì người ta xuống đường.
Thì đó là cái quốc gia mà đa đảng, quốc gia mà có tam quyền phân lập ha. Còn Việt Nam thì cho dù rằng là có lương thấp cỡ nào, hàng hóa có cao cỡ nào, quý vị cũng không có được quyền xuống đường hết. Thì nó dẫn đến là sao, chị, người dân phải sống trong cái chịu đựng và sống trong cái đói nghèo, cái khổ. Và người dân Việt Nam hầu như là bị một cái nghiệp phải sống trong cái hoàn cảnh như vậy. Rồi các quán trà sữa có giá 50.000, 60.000 một ly cũng đầy các bạn trẻ. Tại các bạn trẻ lấy tiền cha mẹ ra ăn uống thôi, cha mẹ thương con mà. Thì cho thôi chứ các bạn trẻ cũng đâu biết là sử dụng đồng tiền đó một cách là hoang phí đâu. Thì thấy những người khác ăn uống thì mình ăn theo. Đó, thấy bình thường. Vào các quán nhậu thì mọi người kêu thức ăn thừa mứa, khui bia rượu tràn lan. Thì hình ảnh đó quý vị sẽ hiếm thấy ở nước ngoài luôn. Người ta kêu bia ra người ta uống và người ta ăn là người ta ăn sạch sẽ luôn. Người ta biết người ta ăn ở một cái chừng mực nào, người ta ăn bao nhiêu. Chứ người ta không có là kêu cái kiểu như Việt Nam. Ngày trước thì Dương qua bên bên Na Uy thì Dương bị sốc quý vị. Thổi một cái người mà thì Dương cảm giác mình như là khỉ ở trong rừng ra vậy đó. Dương nhớ lại mà thì Dương cũng mắc cỡ luôn á. Tại vì sao, khi mà Thùy Dương đi ngang qua những cái nơi mà ở Việt Nam gọi là quán nhậu quý vị, ở bên đây mình gọi là quán nhậu không có phù hợp. Tại vì người ta nhậu rất là văn minh quý vị ơi, nhậu văn minh lịch sự lắm. Mình nhìn vô cái kiểu tay họ ngồi văn minh lắm, cho dù họ ngồi vỉa hè nhưng mà trật tự và nó trời ơi, nhìn nó hay lắm kìa. Thì trên cái bàn của họ chỉ có những cái ly bia thôi. Ví dụ ba người bạn ngồi với nhau chỉ có những cái ly bia. Bất đắc dĩ hoặc là hơn lắm hoặc đói lắm thì họ sẽ có một dĩa đồ ăn nhỏ nhỏ hoặc là những cái khoai tây chiên, họ ngồi vậy họ uống đó, chứ không phải giống như Việt Nam là kêu bia rồi kêu dĩa này dĩa nọ vừa ăn vừa uống vậy vậy, không không họ họ không có vậy. Cái kiểu của người người châu Âu nó như vậy đó, cho nên là khi mà thì Dương qua nước ngoài thì Dương thấy bị sốc, nó trời ơi, uống bia mà không ăn vậy sao mà chịu nổi. Nhưng mà cái lối sống của người ta như vậy đó, mà người ta hầu như là ở đâu cũng vậy, người ta đi uống bia là uống bia, người ta kêu một cái ly bia ra người ta uống thôi, còn cái ăn uống là nó cũng có nhưng mà nó không có bày biện cái kiểu như Việt Nam. Thì cái đó là cái mà Thùy Dương chia sẻ thêm thôi chứ Thùy Dương không có so sánh nào, nhưng mà nó sạch sẽ, cái bàn ghế là sạch sẽ và người ta ngồi nói chuyện với nhau, người ta mượn cái ly bia để mà người ta trò chuyện với bạn bè của người ta thôi, chứ không phải cái kiểu như là giống như chị đẹp chị nói đó. Thì vào các quán nhậu thì người ta kêu thức ăn thừa mứa và khui bia rượu tràn lan đó. Không ít người trong số đó cũng chỉ là sinh viên hoặc là người mới đi làm, thì thu nhập của họ là bao nhiêu để chi thoải mái, không cần đắn đo vào các khoản ấy. Tôi thực sự thắc mắc, nếu chi như vậy thì các bạn còn đủ để đầu tư vào các mục như nhà cửa, học hành, sách vở để phát triển bản thân, hỗ trợ gia đình, tiết kiệm và giúp đỡ cộng đồng hay là không? Nếu đủ thì chứng tỏ thu nhập của các bạn phải cao hơn tôi 4 đến 5 lần, tức là cái mức cỡ khoảng là 20 triệu. Thế nhưng có lẽ mức thu nhập trên khó là phổ biến cho các bạn mới ra trường. Đối với các bạn sinh viên, đa phần còn phụ thuộc tài chính vào bố mẹ thì khoản chi trên có lẽ không phải là công sức của các bạn làm ra. Thì thấy bạn bè mình thì cũng ăn uống như vậy thì mình cũng đua đòi. Còn nếu mà cha mẹ không cho thì buồn, trách, giận hờn. Nếu mức thu nhập như tôi hoặc nhỉnh hơn một chút, lâu lâu vào quán với mức giá như trên cho biết với người ta thì ổn. Nhưng tôi thấy nhiều bạn trẻ vào các kiểu hàng quán đó như là cơm bữa. Chưa kể khi tiêu dùng quá mức, bạn cũng tự đặt cái áp lực cho bản thân là phải kiếm tiền bằng mọi giá. Liệu có nguy cơ đẩy bạn vào những việc không đúng? Thì bạn này đang nói dùng từ ẩn nhiều hơn, ẩn dụ nhiều hơn. Thì có chứ. Khi mà cái thu nhập của mình nó ít hơn cái nhu cầu mong muốn tiêu dùng của mình thì mình sẽ làm những cái chuyện ví dụ như là đi bán thân, đi hành nghề chôm chĩa. Ở Việt Nam thì muôn đủ cái dạng hết trơn thì ban ngày là sinh viên, ban đêm thì bán thân. Tuy Dương không có phải chỉ trích đâu ha, nhưng mà cái xã hội đó, nó làm cho con người ta như vậy. Tại bây giờ lên trên mạng xã hội, ô cô này có mặc cái áo đó đẹp quá, ô mặc hàng hiệu, tên để cái chữ hàng hiệu Dior, LV hay cái ví dụ cái gì đó để hàng hiệu lên ta thấy đẹp quá, thì nó cũng khơi gợi vào cái sự ham muốn của người ta chứ. Rồi bây giờ người ta cũng nói ô cái cô đó cũng mặc áo đẹp như vậy thì chắc tôi khoác lên người chắc cũng đẹp. Mà cái khả năng của cái người mà nhìn vào họ không có khả năng thì giờ họ làm gì? Giờ họ muốn có được cái áo đó, họ muốn có được cái túi xách đó thì buộc phải họ phải làm gì, thì để có tiền nhiều, bây giờ họ phải làm gì? Họ không thể nào họ làm cái công việc họ đang làm để mà
giúp họ đạt được cái sở thích đó thì họ phải bán thân, họ phải tìm cách để mà họ làm những cái công việc khác, họ đi giật dọc túi xách đồ này kia nọ. Cho nên quý vị thấy là ở Việt Nam bây giờ cái tệ nạn xã hội nó đầy rẫy ra. Ngày hôm qua thì Dương có coi một cái video ngắn thôi, chừng khoảng 22 giây thôi. Thì cái anh này ảnh đang dừng lại, ảnh nghe cái điện thoại, thì ảnh cũng nghe điện thoại ảnh để như vậy nè, thì ảnh nghe. Thì có mới ban đầu là hai người thanh niên chạy tới và một cái người ngồi đằng sau á đưa cái tay vô giật cái bắt cái điện thoại luôn. Giật xong rồi thì bắt đầu là cái người thanh niên mà giật điện thoại đó mới phóng lên trên chiếc xe nó chạy. Thì quý vị đằng sau trường tới một chiếc xe khác nữa, thì quý vị biết cái cảnh tượng gì xảy ra không? Thì hai cái người chạy đằng sau cầm cái bình xịt hơi cay á, thì cái tại vì cái anh ấy bị giật điện thoại, ảnh tính dí theo, thì hai người chạy đằng sau á thì cầm cái bình xịt hơi cay quay qua xịt vô mặt anh này một cái là anh này chạy không được nữa. Thì khi mà nó giật cái điện thoại không á thì nó có bốn người, thì mình đâu có biết được là bốn người đi giật điện thoại này có phải là bồ hay là chồng của những cái cô gái mà nhìn vào những cái video, những cái diễn viên hoặc là những người nổi tiếng mà có những cái túi xách hàng hiệu mắc tiền. Thì họ có thể là họ đáp ứng người yêu của họ bằng cách họ ra đường họ hành nghề họ giật chứ làm sao họ có đủ tiền để mà họ mua được. Cái chuyện đó cũng không có loại trừ. Báo chí Việt Nam mấy hôm nay cũng rần rần ca sĩ hạng A tại Việt Nam bị trộm vô nhà đột nhập và lấy một cái số tiền rất là lớn. Tổng cái số tiền bị mất lên tới 4 tỷ đồng. 4 tỷ đồng luôn mà vợ chồng của người này thì ở trong một cái khu gọi là biệt thự mà an ninh cao cấp đó, mà mất 4 tỷ nó vô nó khoáng sạch tiền trong đó là 4 tỷ bạc. Quý vị thấy không? Cho nên là hả khi mà mình cái mạng xã hội ở tại Việt Nam á, khi mà mình khoe đồ này kia nọ thì sẽ làm giống như là một cái gì đó đó mình làm cho những cái giới trẻ khác họ nhìn vào á, họ sẽ có những cái suy nghĩ rằng là tôi muốn được cái điều đó. Nhưng mà được cái điều đó bằng cách nào? Thì họ sẽ làm những cái chuyện mà xã hội cảm thấy rất là mệt mỏi đó, như thì Dương nói đó, giật dọc rồi đi ăn trộm ăn cắp lẫn nhau thì sẽ tạo nên một cái tệ nạn mà ở đó người ta cảm thấy bất an, người ta sống người ta rất là lo sợ. Tất nhiên những băn khoăn trên được tôi cất giấu trong lòng. Bạn rất là can đảm, nếu mà các bạn có nghe cái video của tôi thật sự tôi rất là khen bạn luôn. Thì bạn nhỏ hơn tôi 3 tuổi thì tôi cũng là người lên tiếng cho những cái chuyện đó, nhưng mà gần như tôi thấy ít người mà đi nước ngoài về mà dám nói như thế này, thì thật sự bạn rất là can đảm. Bạn đã viết ra cái điều này, nhiều người thấy, biết và hiểu nhưng họ không có nói. Tại họ thấy họ nói ra cũng chẳng giúp ích được gì bản thân họ, thì chứng tỏ khi bạn viết cái bài này ra bạn đã có những cái trăn trở, bạn đã có những cái ưu tư, có những cái nỗi niềm và bạn suy nghĩ về một cái xã hội và bạn muốn ở đó người ta sống tốt hơn và người ta chi tiêu hợp lý hơn, và cái xã hội Việt Nam thì cái mức sống của người ta phải như thế nào. Tôi hiểu được cái tâm trạng của bạn, cho nên khi bạn bạn nói cái câu là những băn khoăn này là tôi đã cất giấu trong lòng, tôi hiểu cái điều này. Tôi không phán xét cách xài tiền trên là xấu hay tốt, đó là quyền của mỗi con người. Tôi cũng không lên án các thương hiệu kia đã bán giá cắt cổ vì có thể họ phải bỏ ra chi phí đầu tư lớn. Đơn giản là tôi không lựa chọn các hàng quán sang trọng ấy làm tiêu chuẩn cho mình. Kể cả khi tôi kiếm được nhiều hơn mức 5 triệu trên tháng nhiều lần, thì tôi vẫn chọn những nơi có giá cả vừa phải, đồ ăn không tệ. Nói rộng hơn, tôi không vì sĩ diện bản thân mà tiêu tiền tùy tiện vào những nơi không tương xứng với thu nhập của mình. Trên tất cả, tôi muốn dành phần lớn thu nhập để đầu tư vào việc học hành, giúp đỡ gia đình và những đứa trẻ kém may mắn. Cái tính của Thùy Dương á, quý vị, Dương thích cái sự giản dị, Dương thích cái sự bình thường. Nhưng mà cái xã hội con người ngày hôm nay nó lạ lắm quý vị. Khi quý vị giản dị, quý vị bình thường thì người ta nói quý vị là hai lúa, là quê mùa, là lạc hậu, là nghèo khổ. Tại vì á, cái xã hội của mình bây giờ người ta nhìn nhau qua cái hình thức bên ngoài, qua cái vật chất, qua cái thứ mà chúng ta mang trên người. Người ta bị chú trọng vô cái đó đó, để người ta đánh giá người đó thuộc tầng lớp nào trong xã hội. Thì cái đó là cái quyền của mỗi con người, nhưng mà mình làm sao mà mình sống đúng với bản chất con người của mình. Thì ví dụ như Thùy Dương không có chuộng, Thùy Dương nói với bạn bè của mình là Thùy Dương không phải là người chuộng cái vật chất.
cái vật chất, cái tiền bạc nó đủ để cho mình chi phí cái đời sống của mình. Ok, nhưng mà Thùy Dương không phải sống bằng một cách là đi ra ngoài là Dương phải có cái túi xách thật là mắc vài chục ngàn ở ở trong trong trong. Có nghĩa là cái túi xách đó phải phải có giá trị vài chục ngàn krona, hoặc là vài ngàn đô, hoặc là vài chục ngàn đô. Cho dù mà Thùy Dương có dư tiền thì Thùy Dương cũng sẽ không bao giờ Thùy Dương chi tiêu cho những cái món đó, không bao giờ. Tại vì mình cảm thấy là cái món đó đó là nó chẳng giúp được gì cái gì cho mình cả. Mà cái sự giúp ở đây là gì? Nó mình đầu tư vào cái kiến thức của mình, cái tư cách của mình, cái thái độ của mình, chứ chứ không phải là nó. Quý vị mà bây giờ người ta nói là có những người á, họ cho dù họ đầu tư cho họ là người của họ đầy những hộp xoàn kim cương, túi xách đồ này kia nọ, mà họ nói chuyện ra một cái đầy những cái sự ích kỷ và toan tính, hoặc là những cái sự hại người không, là quý vị thấy cảm thấy sợ không? Rất là sợ. Cho nên là thì thường thường đó, thì Dương tiếp xúc với một ai ít khi nào thì Dương nhìn vào cái cách ăn mặc của họ để thì Dương đánh giá họ lắm. Mà thường thường là thì Dương tiếp xúc họ thì Dương nghe họ nói chuyện, cái nội tâm của họ đó, cái tính cách con người của họ đó, cái tâm tính của họ đó sẽ là cái mà để thì Dương kết thân với họ hay là không. Chứ thì Dương không có kết thân với họ qua cái túi xách, thì Dương không kết thân với họ bởi vì họ có những cái thứ sang trọng. Thì những cái người mà họ giàu có thì mình chúc mừng cho họ, nhưng mà để mà mình sống mình đua đòi theo họ để mà mình cũng xe xua cũng nghe xe cổ này xe cổ nọ quần này áo kia đó, thì thật gần như là Thùy Dương không không thuộc cái tiếp người đó. Thùy Dương có đi chung với đứa em, thì cái đứa em của Thùy Dương là gần như nó trên người nó là đồ hiệu không, nó mang túi xách hoặc là giày dép hoặc là áo khoác hoặc là nón hoặc là tai nghe là đồ hiệu không. Thì mình cảm thấy khi mà nó bước ra đường thì nó phải nhìn trước, nó quá xong nó rất là khổ quý vị. Nên nó đi mà đi đến những cái vùng nào mà nguy hiểm là nó phải luôn luôn sợ hãi. Tại vì sao? Tại vì nó đang có trên người những cái món rất là đắt tiền. Và những cái món đắt tiền đó đó, nó giống như một cái miếng mồi vậy đó, là giống như nhử những cái kẻ xấu tới. Thì á, là khi mà Thùy Dương đi, Thùy Dương mang một cái ba lô rất là bình thường. Thì trong cái ba lô đó mình để cái gì không cần biết. Một cái ba lô rất là bèo bèo lắm, cái ba lô không có giá trị bao nhiêu hết, nhưng mà trong đó nào là máy iPad nè, nó mấy cái này thì nó đâu có rẻ tiền đâu, mua tới cũng mấy ngàn đô phải không, điện thoại máy tính laptop đầy nhóc trong trống. Nhưng mà cái ba lô nó không có nhiêu tiền hết trơn, cái ba lô nó chừng khoảng là không tới 100 đô nữa. Thì những cái đồ đạc mình bỏ ở trong cái máy cái ba lô đó thì mình đi mình rất là bình thường, trong khi cái đứa bạn, cái đứa em của Dương nó đi nó chỉ là cái túi xách LV thôi đó. Ngoài ra trong đó không có cái gì giá trị hết, chỉ có cái bề ngoài vậy thôi, mà nó bị người ta để ý. Nó bị người ta để ý và người ta đi theo nó sát, nó rất là sợ. Tự nhiên tại vì cái Dương mới nói là tại vì em chính là cái gì, cái người muốn người ta chú ý tới em. Cho nên khi mà em ra đường những cái người tốt hay những cái người nào bình thường người ta chú ý, ta không chú ý, mà em toàn là gì, thu hút những cái kẻ xấu, họ có cái ý đồ. Họ muốn cướp lấy cái mà em đang có, không còn chị đâu quá chị đi bình thường vậy đó. Không có, người ta nhìn vô mình, người ta thấy mình rất là bình thường, không có gì là vẻ sang trọng hết á. Cho nên mình không có lo sợ phải nhìn trước ngó sau, không có lo lắng. Cũng như tại Việt Nam quý vị để ý đi, thường thường ăn trộm nó không có bao giờ ăn trộm, ăn cướp. Quý vị đi ra đường, quý vị không có cái gì trên người hết, nó theo quý vị nó lấy cái gì? Nó lấy cái gì? Nó không lấy gì, mà đặc biệt những người đó nó không có theo. Mà quý vị đeo, thì Dương bây giờ trang sức này thì Dương đeo lên làm video thôi quý vị, chứ thì Dương đi ra đường thì Dương cũng ít mang lắm. Mà bên Na Uy thì nó an toàn lắm, không có giống như Việt Nam. Thì ở Việt Nam quý vị ra đường mà quý vị mang trang sức càng nhiều thì sao? Thì nó chú ý chứ, phải không? Mình giống như nè, tôi có vàng có bạc nè, tới đây đi làm gì tôi thì nó giật nó cướp. Cho nên là bây giờ là đừng có sống cái kiểu mà nhìn vào vật chất này, nhìn vào hình thức bên ngoài đi mà khoe. Tại vì mình khoe như vậy đó thì mình rất là bất an, và có thể là trời ơi, nó giật mà nó đạp mình luôn một cái, mất vàng không nói mà mình té xuống một cái vô bệnh viện mà còn hồi phục vài tháng sau, hồi phục gãy xương còn phục hồi lại được, chấn thương đầu hay là làm gì liệt luôn, là thân ngồi xa lăn, là hối hận cả cuộc đời bởi vì những cái thứ trang sức không cần thiết. Cho nên thì Dương nói nhiều bạn bè là đi ra đường đừng có mang vàng, đừng có nhìn vào người ta nghĩ gì về mình hết á. Mình đi vô nhà hàng mình có tiền mình ăn mình trả, phải không? Mình tới đâu mình có tiền mình chi trả đều đều, còn người ta nhìn mình đừng có quan trọng người ta nghĩ gì về mình, đừng có sống như vậy.
Quan trọng là mình không có thiếu nợ ai, mình không có lừa gạt ai là được rồi. Đừng có nhìn vào ánh mắt của người ta. Người ta nhìn như vậy, ánh mắt của người ta nhìn đôi khi không có đúng đâu. Và cũng đừng có cần phải ôi người ta tôn trọng mình hay không. Mình không, tôi đến tôi ăn mà, tôi trả tiền mà tôi đâu làm gì đâu. Cho nên cứ bình thường vậy đi, chứ đừng có cái kiểu mà xe xua mà đua đòi, rồi mình làm những cái chuyện không có đúng. Ở Việt Nam bây giờ là đa phần như vậy luôn, sống rất là đua đòi. Tại vì ở Việt Nam kiếm tiền thì khó, mà cái nhu cầu cuộc sống của người ta nó cao, thì người ta phải làm những cái chuyện rất là xấu. Đó, thì Dương nói sai cái đề tài một tí xíu ha. Và cái chuyện mà thu nhập ở tại Việt Nam, thì Dương đã từng sống ở Việt Nam và bây giờ thì Dương sống ở tại châu Âu, thì Dương biết. Cái chuyện mà đời sống của người dân bị khó khăn như vậy không phải là người dân là cái nguyên nhân đâu quý vị, mà là do cái cơ chế, cái bộ máy lãnh đạo của đảng nó bóc lột người ta quá trời luôn. Và anh chị thấy là bây giờ báo chí Việt Nam nó đang nói cái chuyện mà học phí tại Việt Nam á, hình như là từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 rồi luôn á, thì nó đã sẽ bắt buộc tăng lên 5 lần. Tăng lên 5 lần cho năm 2022, 2023. Và cái chuyện tăng này đó quý vị, nó nằm ở trong cái chuyện là Việt Nam tới 2024 đó thì phải trả một cái khoản nợ quốc tế rất là lớn, lớn lắm. Mà bây giờ hàng hóa xuất cảng đi nước ngoài không được. Kinh tế tại Việt Nam thì trở ngại khó khăn, bây giờ còn cách nào? Đè người dân ra. Đè người dân ra để lấy tiền. Còn mà đè người dân ra chưa đủ nữa thì đè luôn mấy ông cán bộ lãnh đạo cấp cấp cao, cấp trung gì đó, đè ra bắt hết để lấy tiền nó trả nợ cho quốc tế. Đó là cái tình hình kinh tế trong tương lai đó quý vị. Rồi, Thùy Dương cảm ơn quý vị đã dành thời gian để lắng nghe cái phần chia sẻ của Thùy Dương nha. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an. Hãy ủng hộ Thùy Dương bằng một cái like và nhớ nhấn ghi danh kênh nếu quý vị chưa nhấn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị.